lau nhà cho xong đã nha, mẹ ẩm nha. Ngang nha. Cho con. Ừ. Đi ngủ nhé. Hai chị em đi ngủ nhé. Nha. Đi ngủ thôi Mon ơi. Mon đi ôm mẹ ngủ thôi. Đi ngủ nhé, hai chị em đi ngủ nào. Đi phòng ngủ nhé. Đi nhé. Đi ngủ tí nha, mẹ mệt quá rồi. Thank you.
Huy. Con chạy đi đâu rồi ta? Ô, mà này. Sao mà khó biết mẹ ra mà đón á? Chị Kobi đâu? Ủa, Kobi với Mo ăn cái gì á? Mẹ ngủ cái tiếng mà hai chị em ăn gì á? Ăn gì à, bạn á? Ừ, ăn quýt à? Ăn cái gì quýt của mẹ rồi phải không? Ừ. Bi lại mở tủ đi, mình lấy cái khăn cho mẹ nè. Bi mở tủ đi nè. Lấy cái khăn này cho mẹ. Đây, lấy cái khăn này cho mẹ. Rồi, lau tay nha, lau cho Mon với cho Bi nha. Bi giỏi thế, Bi chăm em cho mẹ. Nào, Bi đưa đây mẹ lau cho nhé. À, tay Bi đâu? Nè, đưa tay đây. Rồi, để lại tí nữa mẹ dọn cho nha. Này để mẹ giặt đi đã. Cái này chắc cũng phải giặt đi chứ không là nó cái vị trái cây rớt xuống là nó bị xâm kim cái này hết nha. Ý, Mon ơi, Bi lại đây con. Bi thích ngồi đây á. Ừ. Con thích ngồi đây á. Lại đây mẹ ẵm nào. Mẹ ẵm chứ. Ồ. Ồ. Sao á? Mon hư hả? Mon có hư không? Hử? Mon có hư không? Mon lại mút tay rồi. Mua cho Mon cái mút mà Mon lại mút tay nữa rồi. Không mút tay nữa nha.